Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Kênh mua bán xe cũ ngày hôm nay sẽ cập nhật gửi đến anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe Mazda CX-8 phiên bản máy 2.5. Xe sản xuất là 2021, ngoại thất trắng, nội thất của chiếc xe thì vẫn còn giữ được trong tình trạng rất đẹp. Lăn bánh với quãng đường là 16.000 km rồi. Full đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng. Một chủ biển thành phố nên khi mua về các thành phố lớn anh chị và các bạn sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển. Tổng quan về đường led hệ thống đầu xe với mặt logo 3D thương hiệu Mazda cùng với những tính năng như là cảm biến của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp. Sơn si của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Chất lượng của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể qua Việt Nguyên Auto số 116 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội để có thể xem xe và lái thử anh chị nhé. Đây là một dàn nốt của chiếc xe, anh chị bạn có thể thấy qua từ những phần rãnh nốt này. Hệ thống mâm của chiếc xe trang bị mâm đa chấu hợp kim, đít nốt là năm 2020. Với những chiếc xe sản xuất 2021 mà có đít nốt 2020 là những chiếc xe sản xuất đầu năm 2021 anh chị nhé. Vẫn sử dụng là đít nốt năm 2020. Đây là những cái chi tiết về hệ thống gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Có trang bị hệ thống cảnh báo vượt trên gương cũng như là cam 360. Dọc thân xe thì với những phần ốp mạ rồi là những cái phần bác chủ trang bị cái ốp chống xước bậc lên xuống là bậc cứng. Đuôi xe thì nổi bật với hệ thống ống xả thể thao cân xứng hai bên cùng với những phần nipo rồi là hệ thống cảm biến cam đùi. Đây là phiên bản premium mang lại cho anh chị và các bạn nhiều trải nghiệm cũng như là tính năng an toàn. Đây là một mẫu gầm cao 7 chỗ để anh chị bạn có thể phục vụ di chuyển trong những chuyến đi xa với không gian ngồi rộng rãi và thoải mái phục vụ gia đình. Chất lượng của chiếc xe thì em quay qua để anh chị có thể tham quan và đánh giá. Cốp thì sử dụng là hệ thống cốp điện. Đuôi xe thì với những phần ốp chống xước này bác chủ cũng nâng cấp đầy đủ cho anh chị và các bạn. Hệ thống thảm cũng như là phần lỉ cốp vẫn còn giữ được độ đẹp. Chất lượng từ những cái phần đinh tán rồi là keo chỉ ốc ác của chiếc xe đều giữ được độ nguyên bản. Với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì kể cả lướt hay đã sử dụng lâu rồi, em đều khuyên anh chị và các bạn hãy mang vào hãng hoặc một bên thứ ba anh chị và các bạn tin tưởng để kiểm tra lại chất lượng của chiếc xe để đảm bảo an tâm trong quá trình sử dụng sau này, tránh được những cái phiền hà. Không gian khi mà dựng hàng ghế thứ ba xuống nó sẽ có một không gian để anh chị bạn có một cái mặt phẳng chứa được rất là nhiều đồ. Cần gia tăng thể tích mình có thể hạ thêm hàng ghế thứ hai nữa. Nó sẽ có một cái chỗ để đồ rất là rộng rãi, có thể nghỉ ngơi trong những chuyến đi xa mà khi mình không có chỗ nào để nghỉ. Ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe thì nó có rộng rãi cho 3 người ngồi với tiện nghi như là táp ly bọc da. Rồi bên trong có những cái phần như là hệ thống rèm che lắng hai bên cánh cửa. Các phím điều chỉnh chức năng của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là rõ nét. Đây là những cái con ốc bản lề của chiếc xe vẫn còn phải sơn cho anh chị bạn thấy là nó còn nguyên bản, không hề cánh không có hiện tượng tháo rã gì cả. Ghế ngồi đây, chất lượng ghế da thì em quay rõ để anh chị bạn có thể thấy. Khi mà anh chị và các bạn cần xem kỹ chi tiết thì có thể liên hệ em sẽ đi chậm hơn để các bạn có thể nhìn rõ. Hàng ghế thứ hai nó có trang bị sấy ghế đầy đủ. Nhưng em thấy cái tính năng sấy ghế này thì cả năm có khi dùng chỉ có 1 đến 2 lần. Tính năng ấy nó không hữu ích bằng tính năng làm mát ghế. Đây là những cái chi tiết về hệ thống cánh cửa này. Với những là hệ thống keo chỉ rồi là bên trong với các phím điều chỉnh chức năng. Lên xuống kính chỉnh gương. Rồi hệ thống giải trí của chiếc xe sử dụng là hệ thống giải trí loa bâu. Mang lại cho anh chị và các bạn âm thanh sống động và nhiều trải nghiệm. Ghế ngồi trang bị nhiều ghế hai vị trí với chất lượng ghế chỉnh điện này và những cái phần chi tiết đường led để anh chị và bạn có thể đánh giá được xe nó có bị nguyên bản hay không hay là bị đâm va rồi. Chế độ hắt kính đầy đủ, cam 360, cảnh báo lệch làn đường, cốp điện, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, rồi là có phanh khoảng cách, rồi màn hình giải trí, rồi là phía sau nó có cụm đồng hồ hiển thị thông tin, vòng tua và cái màn hình điện tử cỡ nhỏ. Không gian khoang lái của chiếc xe chị có thể thấy điều hòa tự động sấy ghế, các chế độ lái, phanh tay điện tử auto hold, đầy đủ những tính năng công nghệ an toàn
trải nghiệm thì em mời anh chị bạn có thể qua 116 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội để có thể trải nghiệm anh chị nhé. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về phần máy móc của chiếc xe để anh chị và các bạn có cái nhìn rõ hơn và kỹ hơn xem xe nó có bị đâm va hay ngập nước thì không. Với máy của chiếc xe nó sử dụng là máy 2.5, mang lại cho anh chị và các bạn nhiều trải nghiệm trên đường, từ đường thành phố đến cái đường trường. Với chiếc Mazda CX-5 phiên bản máy 2.5 sản xuất 2021 Premium hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 899 triệu. Giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng hỗ trợ giá cho các bác, hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe. Cam kết rõ đầy đủ các hạng mục của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và các bạn có thể yên tâm chọn lựa xe tại cửa hàng. Anh chị các bạn cần xem chi tiết như nào thì có thể liên hệ em sẽ video call cho chị và các bạn xem kỹ chi tiết anh chị các bạn yêu cầu. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.